nhằm động viên tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh thu hút đầu tư khi tình hình dịch COVID-19 cơ bản được kiểm soát. Chiều nay, đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh, tiến độ thực hiện các dự án tại cụm công nghiệp Gia Vân, huyện Gia Viễn. Cùng đi có lãnh đạo một số sở ngành huyện Gia Viễn và đại diện các doanh nghiệp có dự án đầu tư sản xuất kinh doanh tại cụm. Cụm công nghiệp Gia Vân được thành lập tại quyết định số 325 ngày 26 tháng 2 năm 2016 và mở rộng lần 2 tại quyết định số 1704 ngày 24 tháng 12 năm 2018 với tổng diện tích gần 75 ha do công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Phú làm chủ đầu tư. Đến nay, cụm đã được đầu tư hoàn thiện đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hệ thống đường giao thông nội bộ, hệ thống cấp điện, nhà máy xử lý nước thải tập trung, hồ sinh thái, nhà điều hành. Cụm công nghiệp đã thu hút 13 dự án với diện tích đất cho thuê hơn 55 ha, tỷ lệ lấp đầy trên 93%. Một số dự án đã đi vào hoạt động như dự án nhà máy sản xuất đồng bộ kết hợp với Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Giày da của công ty Evergreen International, dự án xây dựng nhà máy sản xuất linh kiện điện tử của công ty trách nhiệm hữu hạn Sanico Việt Nam, dự án linh kiện điện tử của công ty trách nhiệm hữu hạn Goreo Việt Nam, dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất gia công linh kiện phụ kiện điện thoại di động của công ty trách nhiệm hữu hạn GT Wheel Việt Nam, dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất màng phim băng dính cách điện, cách nhiệt của công ty trách nhiệm hữu hạn Polytech Vina, dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất phụ tùng ô tô của công ty trách nhiệm hữu hạn DG MV, dự án nhà máy Next Plus Vina của công ty trách nhiệm hữu hạn Next Plus Vina, dự án nhà máy sản xuất phụ kiện thiết bị phụ trợ ô tô của công ty trách nhiệm hữu hạn DDOC IMT. Tại buổi làm việc với tinh thần cởi mở, thẳng thắn, các đại biểu đã trao đổi, làm rõ về tình hình thu hút đầu tư và hoạt động của các dự án đầu tư trong cụm công nghiệp, đặc biệt là những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của chủ đầu tư trong sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Xung đột Nga-Ukraine đã tác động mạnh đến đơn hàng của các doanh nghiệp, nguyên liệu đầu vào, chi phí vận chuyển tăng cao, khó khăn trong tuyển dụng lao động, nhất là lao động có tay nghề kỹ thuật cao, tình hình mất điện không báo trước vẫn xảy ra, gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, vấn đề xử lý nước thải, đặc biệt là làm rõ nguyên nhân ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án, những giải pháp và sự hướng dẫn hỗ trợ pháp lý để hoàn thiện thủ tục hành chính, gia hạn thời gian đầu tư và cam kết thời gian hoàn thành dự án. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Quang Ngọc ghi nhận các ý kiến thẳng thắn, trách nhiệm của nhà đầu tư và các đại biểu, chia sẻ với những khó khăn mà doanh nghiệp đang gặp phải trong thời gian vừa qua đã ảnh hưởng lớn tới hoạt động sản xuất kinh doanh, tiến độ thực hiện các dự án. Tuy nhiên, đồng chí cũng lưu ý các nhà đầu tư nước ngoài phải nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật Việt Nam trong quá trình đầu tư sản xuất kinh doanh, đồng thời trao đổi, làm rõ các kiến nghị đề xuất về việc điều chỉnh quy mô dự án, cấp giấy chứng nhận đã hoàn thành các quy định về môi trường và yêu cầu các sở ngành liên quan hướng dẫn hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục pháp lý theo quy định. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định Ninh Bình sẽ luôn nỗ lực tạo lập môi trường hấp dẫn thu hút các nhà đầu tư trên các lĩnh vực theo hướng công nghệ cao, công nghệ mới, công nghệ sạch, thân thiện với môi trường, tạo ra sản phẩm có giá trị gia tăng lớn, tham gia kết nối chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu. Đánh giá cao về việc đầu tư kết cấu hạ tầng tại cụm công nghiệp Gia Vân đã góp phần thu hút các dự án có chất lượng. Đồng chí đề nghị thời gian tới, chủ đầu tư cần tiếp tục quan tâm hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ để thu hút những nhà đầu tư chiến lược, có tiềm lực tài chính, năng lực kinh nghiệm, tận dụng tốt những điều kiện tiềm năng lợi thế riêng có của tỉnh, góp phần đưa Ninh Bình bứt phá đi lên, trở thành một tỉnh phát triển khá trong vùng đồng bằng sông Hồng.